Chưa thấy hôm nào đẹp như hôm nay, và ngày hôm nay phải tại cái nơi này nó mới đẹp được. Nơi đó chính là Nhanh Trí đây. Chào các bạn đã quay trở lại sân chơi câu đố. Hôm nay là một ngày đặc biệt bởi các bạn đã được nghe tiếng hát át tiếng bom của mình, cũng như sẽ được chứng minh kiến thức vô tận của bản thân để giải 11 câu đố bí ẩn gây bàng hoàng chấn động về loài rắn. Nghe có vẻ rất trơn và lầy lội rồi đấy. Bắt đầu thôi. Chăn hay rắn đều là loài bò sát quen thuộc, ai mà chả biết. Nhưng liệu điều này thách các cao thủ kiến thức chưa biết, chăn và rắn có phải là hai loài khác nhau hay không? Tại sao? Mình chọn đáp án A nha, để xem đáp án đúng là gì. Oh no, là B. Chúng giống nhau ư? Đúng là một thông tin tuyệt cú mèo đấy. Theo như Wikipedia cho biết, chăn là tên gọi thông dụng ở Việt Nam thay thế cho loài rắn lớn. Món ăn yêu thích của chúng là các loài động vật máu nóng, săn mồi bằng cách ngoạm rồi siết chặt con mồi cho đến chết. Còn rắn là tên gọi chung của những loài bò sát ăn thịt có thân hình tròn dài, dù có nọc độc hay không thì chúng cũng không dùng để phòng vệ mà để hạ gục con mồi thì đúng hơn. Đúng là tính nóng như kem các bạn nhỉ. Tiếp đến là kỷ lục về loài rắn siêu to khổng lồ nhất trên thế giới. Đánh đố IQ 1000 cũng phải trầm trồ ồ á đấy. Đố bạn biết danh hiệu to vật vã đó thuộc về loài rắn nào sau đây? Tưởng trả lời ngon ơ, ai ngờ suy nghĩ đắn đo không tưởng các bạn ạ. Chúc mừng bạn nào đã có đáp án C, Titanoba nha. Đúng ý các bạn rồi đấy. Theo ước tính của các nhà khảo cổ sinh vật học, loài rắn này có từ thời tiền sử. Chúng có thể phát triển đạt độ dài từ 12,8 đến 14,9m và nặng 1.134 kg. Ngoài ra, phần dày nhất trên thân con rắn này có thể có đường kính lên đến 0,9m. Suy ra, nó to lớn gấp 4 đến 5 lần những con chăn anaconda to lớn nhất hiện nay. Dễ hiểu hơn, bạn cứ tưởng tượng nó dài như một cái máy bay, nặng và to như con bò, khiến tất cả các loài vật, thậm chí khủng long T-Rex còn khóc thét vì cú siết siêu cấp mạnh, là đủ hiểu bá đạo thế nào rồi ha. Nhưng may là nó đã tuyệt chủng, chứ không thì không biết chuyện gì xảy ra với nhân loại nữa. Tiếp đến là một câu đố quay xe cực gắt, chỉ dành cho ai có tư duy sáng tạo thôi nha. Theo bạn, khi Titanoba hóa làm nhân vật game với sức mạnh y đời thật đối mặt với Hooky Gooky trong Poppy Playtime thì sẽ ra sao? Ôi giời ơi luôn, gấp quá mình chưa đỡ kịp, các bạn có sáng kiến nào không? Ờ thôi hết giờ rồi, cuộc chiến này có vẻ không hồi kết nhỉ. Bạn về phe nào thì comment tên phe đó nhé. Mình vẫn cứ là theo Titanoba. Mặc dù Hooky đáng thương của chúng ta mạnh không kém, nhưng giả thuyết Titanoba dùng thuật bò trườn dẻo hơn kẹo kéo sẽ luồn lách khỏi nanh vuốt của Hooky dễ thôi. Kể cả là khi đối đầu, Hooky chưa kịp ôm yêu thương Titanoba thì đã bị con chăn siêu lô khổng to này đớp yêu thương và dùng lực siết chặt Hooky rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi nếu điều này xảy ra, nhưng cũng rất đáng để đem vào game đấy chứ. Và nếu bạn vượt qua được câu đố tiếp theo, bạn còn có khả năng trở thành một nhà khoa học toàn diện nữa cơ. Loài rắn bé nhỏ nhất hành tinh, đố bạn có kích thước trông như thế nào? U là trời, biết xong lại từ thích thích thành thương thương thì dở rồi. Loài rắn nhỏ nhất quả đất này chỉ khoảng 10cm thôi các bạn ơi. Trông kìa, không khác gì sợi mì spaghetti được tẩm màu, cứng hết sảy con bà bảy. Thêm một tin vui cho bạn nữa nha, loài rắn mini này không có độc đâu. Đề xuất vào danh sách thú cưng có được không ta? Các bạn có muốn sở hữu một chiếc rắn này không? Comment có hoặc không để xem độ chịu chơi tới đâu nha. Bên cạnh đó thì không thể không nhắc đến loài rắn đắt đỏ nhất thế giới này được. Tất cả tránh ra cho anh thể hiện. Ồ, thế đắt là bao nhiêu? 1 triệu, 10 triệu hay như nào? Đố bạn nào học giỏi toán nhất lớp đoán ra đúng giá của nó đấy. Mình mạnh dạn trả giá thấp nhất 914 triệu nha. À, đúng luôn, lỡ ngớ vớ huy chương thế chứ lị. Một con chăn da trắng đốm vàng với cái giá xương xương 914 triệu đồng, tương đương một căn nhà đẹp mê ly chứ nhiều đâu. Cụ thể, nó có tên là loài chăn Lavender Albino, màu sắc hoàn toàn khác chăn với rắn thông thường bởi chúng mang gen lặn, dấu loang vàng cùng đôi mắt đỏ khiến chúng trở thành một trong những loài rắn đẹp nhất thế giới. Toàn được giới đại gia siêu giàu có tỷ phú săn lùng làm thú cưng thôi. Ái chà chà, đúng là tiền nhiều để làm gì đây rồi. Mình mà có tiền thì mình cũng chẳng mua con này đâu, chịu thôi. Tiếp theo là một câu đố gây kinh hãi ngay lập tức với bất kỳ ai liên quan tới loài rắn độc nhất trên thế giới. Đố bạn đoán trăm phát trăm trúng tên của những loài rắn đó. Cẩn thận, đến cả thiên tài cũng phải bị ánh nhìn của rắn thôi miên đấy. Ảnh 1 là rắn mamba đen, ảnh 2 là hổ mang chúa và ảnh 3 tất nhiên là taipan nội địa rồi.
eo ôi, rắn mamba đen được mệnh danh là cỗ quan tài di động, còn rắn hổ mang chúa là ông hoàng trong làng nọc độc, chúa tể chết chóc. Rắn tai ban nội địa là loài rắn độc nhất trong các loài rắn độc trên cạn hiện nay, cứ phải gọi là trái đất này là của bố mày, nhưng tất cả loài này chỉ sống trên cạn thôi, còn cái loài rắn bá vương độc địa vùng biển cả lại còn đáng được nhắc đến hơn cơ. Cùng mình sang câu đố tiếp theo ngay và luôn để xem mặt mũi nó ra làm sao các bạn nha. Đố những bạn tinh tường nhất nhận ra loài rắn đó trong ba đứa cứ na ná nhau thế này. Hehe, mình không quên đâu, đã bảo là rắn biển thì phải nhìn môi trường xung quanh chứ. Và chỉ có ảnh 2 mới đúng là rắn biển thôi. Tài tinh mắt cũng có lúc phát huy kịp thời ghê ta. Hi hi, các con kia nhìn giống nhưng toàn ở trên cạn thôi mà. Mà may thật đấy các bạn ạ. Mấy thánh độc nhất quả đất trên không sở hữu khả năng ngụy trang thành thần của những loài rắn sau đây, không thì trở thành combo hủy diệt hoàn hảo mất thôi ý. Dưới lớp cát sa mạc kia, thách đố ông tổ của ngành ninja tinh mắt cũng không phát hiện ra con rắn nó đang ở đâu. Ôi trời ơi, phải gọi đây là bậc thầy ngụy trang mất thôi, đến cả thánh soi như mình cũng phải giật hết cả cái cửa mình. Ở ngay đây mà cứ như dùng thuật ninja tàng hình ấy, hay tại mắt mình hôm nay có vấn đề nhỉ? Phải đến ngay câu đố bất ngờ sững sờ tiếp theo mới được. Họ hàng với ninja sa mạc là bậc thầy ngụy trang trong bức ảnh này, bạn cần bật chế độ cảnh giác cao nhất, kẻo bị giật bắn mình khi thấy nó nhé. Liếc bên trái, liếc bên phải, nhìn trên xuống dưới cứ ngờ ngợ và hóa ra là mày ở đây. Ca trốn tìm này chúng mình cần cực kỳ lưu ý nha, bởi khi rắn trong đám lá khô thì hay gặp nhiều ở các vùng quê, vùng rừng núi lắm luôn, ra vườn nữa, nên ai tinh mắt thì là lợi thế đó. Còn ngay bây giờ, vào cuộc chiến lịch sử chưa từng có, khi siêu cá mập Mega London chạm trán với Titan Nova, theo bạn, cuộc chiến này sẽ gọi tên người chiến thắng là ai? Thật bất ngờ, cuộc chiến không cần sức và vẫn tranh cãi nên chưa có đáp án. Các cao thủ phân tích đưa ra đáp án dành cho ai nhỉ? Comment Mega London hoặc Titan Nova nha. Mình thì vẫn cứ nghiêng về Mega London hơn, bởi vì nó được ước tính có cú đớp từ 1 đến 3 tấn, gấp 3 lần lực cắn của sư tử châu Phi và 20 lần con người, cắn đứt được mọi thứ từ gỗ cho đến sắt thép. T-Rex bố đời là thế, nhưng cũng là tôm tép trong mắt Mega London mà thôi. Còn Titan Nova là chúa tể trên cạn, lớn đến mức nuốt chửng được mọi thứ. Nói chung, lên cạn thì Mega London sẽ thua, còn xuống nước thì Titan cũng chưa chắc thắng. Rồi quá, đến màn giao đấu tiếp theo xem sao. Khi Titan Nova giao đấu với khủng long T-Rex, ai sẽ thắng? Bạn có nhớ không? Qua nhiều phân tích nãy giờ, chúng ta thấy T-Rex phải nhận phần yếu thế hơn, khóc dòng một dòng sông còn gì, nên Titan Nova một lần nữa chiến thắng. Chúc mừng loài vật đã tuyệt chủng 60 triệu năm trước, đến giờ vẫn được chúng tôi nhắc lại nha. Ý mình nói con Titan Nova đó thôi, chứ đúng ra là phải chúc mừng bạn nào đó đã phá đảo được câu đố trên. Dù bạn có vượt qua hết hay không, thì bạn cũng xứng đáng là nhà vô địch trong lòng mình và chính bản thân bạn rồi đấy. Còn ngay bây giờ thì vẫn còn xem cái gì nữa, hết giờ rồi, tắt điện thoại và đi ngủ thôi. I love you!